Bữa nay bà con ở vùng ghiền thu hoạch dưa hấu nha các bạn. Bữa nay vô xem thu hoạch dưa hấu. Này là mấy anh đang bưng dưa ra ngoài, đang khiêng dưa hấu ra cho lái. Trời không dậy sớm nữa. Đó, nó xuống vỏ. Ủa mẹ 2 giờ rồi là vỏ nào lấy rồi mà cái bụng mà. Rồi có mà có được cái vỏ nó bự luôn. Vỏ. 3 vỏ mà vỏ kia có mấy tuần, 5-6 tuần. Cơm rồi ra làm liền không? Nghỉ ngơi chút có làm. Cái này mình chuyển con vỏ mình trời ra ngoài ghe nha bà con. Nay mấy gì đó? Ừ. Đi rồi luôn rồi đó. Có 2 vỏ hả? Mẹ vỏ nào vỏ nấy rồi, tức là bằng bụng tay bằng tay. Trời con lực cũng giòn cái một coi. Mãn thang đẩy tôi ăn không đẩy tôi trái nữa rồi. Ta lại cái đàn tao đi tắt. Không giờ mà trái dưa bay bóc. Cái đàn tao đi tắt nè. Tao lửa đổ lỗ nó mới đỏ vô được. Càng này được 50 kg không ạ? Được chưa? Không phải dục lên hay là căng nguyên cần hết? Dục lên căng luôn. Dục lên hả? Đâm heo luôn á. Thôi dục lên. Cân 50 không cần. Đâu có đâu bớt cả. 4 mấy, 3 mấy. Để móc qua bóc lên rồi mới cái kéo nguyên cần này đó. Tính ra một cần vô này đâu bằng vô không hạt hả anh Thanh? Vô đây vô gì? Thành Long phải không? Chụp ra. Chụp gì? Chưa? Mình là biết trái chín vậy không? Đưa này vừa chín rồi. Cái này dưa mình cắt xuống vỏ thôi, mình chèn ra ngoài ghe mình căng nha các bạn. Tinh nó hơi nhỏ chạy nó hơi lâu. Kinh nhỏ gác nhiều chạy mắc dịch rồi mà. Cho ông đi rồi. Nó cù queo. Đỡ quay đánh dừa. Cũng dài lắm. Thái rồi bữa nào là nước cạn bữa đó không mày ơi. Quà tặng ơn và thiên nhiên được mãi đến hết ngày 29 tháng 6